Thanh Vân rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Bạn Có Biết với rất nhiều những thông tin đáng quan tâm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay sẽ là thông tin 130 suất khám tư vấn bệnh gan miễn phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, hiện nay tỷ lệ người dân mắc các bệnh về gan ở nước ta khá cao, chiếm khoảng 20% dân số. Nếu như không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, 80% trường hợp mắc bệnh gan sẽ chuyển thành ung thư gan. Nhằm giúp cho người dân sớm tầm soát phát hiện các bệnh về gan, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tầm soát các bệnh lý về gan. Ban tổ chức sẽ dành ra 130 suất khám miễn phí các bệnh lý về gan cho người dân đăng ký sớm hoạt động này. Đến với hội thảo, người dân còn được các bác sĩ tư vấn về phương pháp điều trị viêm gan hiệu quả, chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh này. Chương trình diễn ra lúc 13h30 phút hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2015, tại hội trường Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, số 32/2 Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp. Người dân gọi điện đến số điện thoại 1900-1851 hoặc nhắn tin theo cú pháp DKBLG gửi 0938577552 để đăng ký tham dự hội thảo và nhận phiếu khám miễn phí. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép dự án xây dựng bến phà nối huyện Cần Giờ và huyện Cần Duộc, tỉnh Long An được tham gia chương trình kích cầu của thành phố. Cơ quan này cũng giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở ngành chức năng hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cầu phà Trosavina nghiên cứu lập hồ sơ dự án và phương án tài chính trình cấp có thẩm quyền xét duyệt trước khi thực hiện. Còn sau đây sẽ là một thông tin vui dành cho những fan hâm mộ của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Thưa quý vị, sau năm 2014 thành công ở các giải quốc tế giọng ca Top No Môi Trầm, lại đón nhận tin vui khi chiến thắng ở hạng mục dành cho nghệ sĩ châu Á của giải thưởng Big Apple Music Award. Trên trang Facebook, ban tổ chức Big Apple Music Award đăng tải hình Mỹ Tâm cùng dòng thông báo nữ ca sĩ Việt Nam sẽ nhận giải thưởng Best Selling Artist of Asia, nghệ sĩ có doanh số tiêu thụ sản phẩm tốt nhất châu Á. Thông tin này lập tức thu hút nhiều người hâm mộ Mỹ Tâm vào chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến thần tượng của mình. Quý vị thân mến, ngoài Mỹ Tâm thì nữ ca sĩ Đông Nhi cũng là vào danh sách đề cử cho giải thưởng này được công bố hồi đầu tháng 5. Big Apple Music Award hay còn gọi là PAMA là giải thưởng dành cho các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực âm nhạc ở khu vực châu Á, vùng Caucasus và Trung Đông có số lượng tiêu thụ sản phẩm, sức ảnh hưởng và người hâm mộ lớn ở trên thế giới, được tổ chức vào năm 2004. Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại thành phố Hamburg, Đức vào ngày 12 tháng 9.